Ok các bạn ơi, chào mừng đã quay trở lại với channel Bức Thư Gaming. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một game rất là đặc biệt có tên là Yandere no Stalker. Ok, đây là game gọi là tác giả Yandere Dev và hợp tác cùng với lại bên Psycho no Stalker. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử luôn xem là nó sẽ như thế nào chứ. Ôi, trong Yandere đẫm máu thế. Mình nghĩ chắc là mình sẽ... có thể chọn được... Ayato luôn. Bây giờ mình sẽ chọn Ayano nha các bạn. Ê, có chọn khó và dễ nữa. Khó và thường chứ, mình sẽ chọn thường nhé. Lúc trước là mình chơi cái bên ở... Psycho and Stalker đó chơi không nổi rồi, cho nên là không mình sẽ không chọn Ha đâu. Mình nghĩ chắc là mình sẽ nhập vào vai Senpai đó các bạn. Rồi đây là lần đầu tiên được nhập vai Senpai luôn. Rồi. Ôi, các bạn có thấy giống ở đâu đó không? Wow. Khá là giống gọi là cái trường ở trong Yandere Simulator các bạn ơi. 46, 45. Mình sẽ phải xuống tầng 2 à. Hay là như thế nào? Hồi chưa gì hết, thấy nghe giọng rồi nha. Có trốn được trong tủ không? Trốn được các bạn ơi. Hồi khoan, nghe tiếng chân các bạn. Mình nghe thấy tiếng chân. Ở kệ, núp trong đây cũng vậy à. Mình chưa nhìn thấy Yandere-chan mà cho nên là không gì phải sợ hết á. Giờ chúng ta cứ chạy xuống ấy, kiếm cầu thang đi. Cầu thang đâu? Ủa? Sao mình lại đến được cái dãy phòng số 1 rồi ta? Không hiểu lắm các bạn ơi. À, ok. Vậy là không có lầu gì hết mà nó chỉ có nguyên một cái dãy dài vậy thôi à. Ok, phòng 22 nè. Mình sẽ đóng cửa lại. Có đèn pin hay gì không? Ủa, mục đích mà mình vào phòng này là để làm gì? Ôi, mình có thể trốn trong ngăn bàn được các bạn. Ôi, Yandere-chan. Tính ra thì Yandere-chan cũng rất là đáng sợ đấy các bạn ơi. Wow, hai mắt lé đỏ lên ghê đó. Sao Yandere-chan không ra ngoài đi? Dạ rồi các bạn ơi, mình không biết là mình vào phòng này để làm gì nhưng mà mình thấy không ổn rồi. Không biết là có phải do game này làm vội không mà nó bị lỗi rồi. Vừa mới thấy chúng ta là chạy lại xỏ liền luôn chứ không có gọi là đáng yêu như cái em tóc đỏ trong Psycho no Stalker đâu. Còn đứng đằng xa nhìn xong mới dám lại gần. Sao chơi? Ôi. Không biết mình đang chơi cái gì luôn. No. Nhìn ghê quá các bạn ơi. Đừng có nói là một phát một nha. Không thân thiện với người chơi rồi các bạn ơi. Một nhát một luôn á. Vậy nó vẫn là vậy bốn. Khoan đã. No, cái gì thế, sao chơi. À, vậy ba bên đây. 3, 4. Rồi, mình nghe thấy tiếng của Ayano rồi. Ayano! If I can't have you. 24. Chìa khóa 14. Có được trong tay chìa khóa 14. Ta đi đến phòng 14, ta mở chìa khóa thôi. À, không có gì chờ ngài. Không có gì khó khăn. Không có gì chờ ngài. Không có gì khó khăn. Đi 1-2 thôi, yeah. Phòng 1-2 đâu rồi? I... 3-2. Ủa? Cứ ngồi trong đó riết cũng chẳng làm được cái gì cả.
Rồi xong. Nigerun lại vô.
Tụt 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 ba.